Làm cách nào để phân biệt được chuột cống với lại chuột cống nhum? Đơn giản lắm, chỉ cần mình tin cái bà bán chuột, bà nói chuột cống nhum á là chuột cống nhum á. Cũng nhờ tin người mà hôm nay nhà Huyền có một mâm đồ nướng siêu ngon luôn nè. Kim chi ngó lục bình của Huyền đã thành công rồi nha mọi người ơi, để ăn thử coi sao nha. Cái ngó lục bình mà đem đi làm kim chi là ta nói nó giòn tới Sài Gòn còn nghe luôn đó mấy bà. Nói chung mỗi lần mà mọi người thấy nhà Huyền bày làm kim chi á là biết nhà Huyền chuẩn bị nướng mâm đồ nướng siêu bự rồi đó. Bán điện bà dì đặt mấy con chuột, bà hỏi là có chuột cống nhum nè, ngon dữ lắm, chuột ruộng con ăn không? Ơi chắc không vậy bà nội, đừng có đưa chuột cống nha. Cũng chữ cống đó nhưng mà thiếu chữ nhum là ăn hơi mệt đó nghe. Mình sẽ lấy cái ngó này làm kim chi nha mọi người nha. Giống như là ngó sen vậy, ăn rất là giòn luôn. Kiếp nạn thứ 81 của dòng sông trước nhà Huyền. Trời đất ơi, bình thường nước trong nheo đẹp muốn gần xỉu vậy đó. Mà ba cái lục bình này không biết sao nó hay dữ chàng luôn á. Mình diệt nó hết, xong rồi cho vô một hai bụi cái nó mọc ra tiếp. Nhanh dữ lắm luôn á. Vậy đó, cái mà mình cố tình mình tiêu diệt nó thì nó không có mất, nó mọc hoài. Còn cái mà mình cất công chăm sóc trồng trọt tưới phân tưới nước ha là nó rụi, nghĩ mà tức. Mấy cái ngó lục bình này nè, nó tựa như ngó sen vậy đó. Nhưng mà có điều mận nó hơi cực nha. Mình phải bào bỏ cái lớp vỏ đen ở ngoài rồi sau đó chẻ ra vậy nè. Cái mùi nó hơi hăng nên là mình phải trụng qua nước sôi. Rồi mình ngâm nước đá cho nó giòn, đợi cho nó ráo nước. Rồi cho cái gói sốt kim chi của All Food này vô. Cho thêm một ít hành lá với củ cải đỏ tùy theo ý thích mọi người nha. Một ký rau củ thì mấy bà cho một gói sốt vô. Ai không biết làm kim chi cũng mần dễ ọt luôn, đơn giản như lắm. Chuẩn vị Hàn Quốc luôn mà tao nói ăn với đồ nướng một cái là hết nước chấm. Cái màu kim chi thì đỏ ao, tao nói nhìn một cái là mê liền. Còn cái này là mớ kim chi cải thảo mà hổng Huyền làm mà ăn chưa có hết nè. Có kim chi rồi, bây giờ mình bắt tay đi làm đồ nướng nha. Hôm bữa thì làm dồi sụng ăn cháo lòng, bữa nay thì Huyền làm dồi để nướng nha. Làm thì nó cũng khác một xíu. Cái sụng này thì Huyền sẽ trộn với lại lá quế sắc nhuyễn nè, đậu phộng rang mình đâm ra cho nhuyễn, rồi mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Rồi sau đó mình nhồi vô trong mấy cái khúc ruột heo. Bữa nay tôi chơi lớn, hy sinh cái kiệu để dành làm mấy món nướng luôn. Nướng cái kiểu này thịt của mình nó chín từ từ, không có bị áp, nó thơm mà nó chín đều dữ lắm nha. Có điều làm hơi lâu thôi à, tôi mần giấc trưa mà tới tối mới được ăn á mấy bà. Thấy vậy chứ cũng kỳ công dữ lắm á. Cái này là Huyền bỏ vô nướng trực tiếp luôn, không có ốp trước. Khi nào mà mấy cái bà chuột cống nhum này nè với mấy cái ông ruột này săn lên thì mình mới bắt đầu lôi ra và quết cái nước sốt lên. Cái nước sốt này thì cũng đơn giản như lắm. Bây giờ lấy giấy viết ra ghi công thức lại nha. Một hũ sa tế, 2 muỗng dầu hào, 2 muỗng sốt thịt nướng, muỗng bột ngọt với lại khoảng tầm 50ml nước dừa. Tôi nói định lượng sang sang vậy đó, mấy bà cứ cân đo đong đếm theo khẩu vị của mình nha. Quá trời thơm luôn mọi người ơi, trời ơi, chưa chín đâu nha, các bạn phải đợi thêm một xíu nữa. Các bạn là chảy nước miếng chưa? Thật sự mà nói luôn á là không có cái món gì qua đồ nướng hết trơn á. Giờ Huyền cũng nấu nhiều món rồi nhưng mà đa số là món nướng nó sẽ chiếm trong cái menu của nhà Huyền. Kiếp mà có hồi đợt mấy bạn kêu Huyền là bà hoàng đồ nướng luôn đó. Nhưng mà cũng nghe lời khuyên của mấy bạn, nói ăn đồ nướng nhiều cũng không có tốt. Cho nên là tôi quyết định từ một tuần ăn 6 bữa tôi chuyển lại ăn 5 bữa thôi. Vậy là cũng hạn chế lại rồi. Cái này tôi nướng từ hồi lúc 3 giờ chiều tới 8 giờ tối mới được ăn đó mấy bà. Kim chi ngó lục bình của Huyền đã thành công rồi nha mọi người ơi, để ăn thử coi sao nha. Kim chi đỏ ao. Ngon, giòn lụm luôn. Ê, nói thiệt luôn nha, mới đầu tôi làm cái món kim chi ngó lục bình này nè là định thử nghiệm thôi. Nhưng mà không ngờ nó ngon tét cái nách văng lên cây ổi luôn đó mấy bà ơi. Cái ngó lục bình ha, ăn bao giòn luôn mà nó có cái vị ngọt ngọt nè. Kim chi thì nó thơm thơm, nó thua kém gì cái kim chi cải thảo đâu à nha. Nướng luôn cái kiểu này cái da chuột nó giòn giòn ăn đã dữ lắm mấy bà. Báo trước ai đang đói bụng đừng xem clip này nha, kiềm chế không nổi xem rồi là đừng có trách tôi à. Rồi bây giờ kẹp miếng đồ nướng ha, chấm với cái nước sốt thần thánh. Đồ nướng vừa mới ra lò thơm phức cái kiểu này mà ăn kèm với kim chi thì ta nói còn gì bằng nữa. Nói chung nguyên một mâm này là Huyền làm cho mọi người ăn luôn á nha, chứ không phải mình tôi ăn nhiêu đây đâu à. Tại vì mình là người quay clip cho nên là mình được ưu tiên, mình ăn trước thôi, mình trải nghiệm trước. Nhà ai mà có lục bình ở dưới sông á là chèo xuồng xuống vớt lên làm liền nha. Ăn không ngon là tại mấy bà không hợp khẩu gì á, đừng nói thừa lại tôi à. Thôi nói giỡn vậy thôi chứ mời mọi người cùng ăn đồ nướng với lại kim chi với Huyền nha. Giờ Huyền trải nghiệm đủ rồi, bưng vô cho mọi người cùng ăn mới được.